huyện Kiên Lương vừa tổ chức hội thao Trung đội Dân quân cơ động năm 2022. Hội thao thu hút 240 vận động viên là chiến sĩ Trung đội Dân quân cơ động của 8 xã thị trấn trên địa bàn huyện tham gia. Các vận động viên tham gia dự thi các nội dung đồng diễn võ thể dục tay không, bắn súng tiểu liên AK bài 1, chạy vũ trang 3.000m đối với nam và 1.500m đối với nữ, ném lựu đạn xa đúng hướng. Trung đội Dân quân cơ động duyệt đội ngũ, trung đội trưởng, tiểu đội trưởng xử lý tình huống. Nhờ có sự tập luyện chuẩn bị kỹ từ trước nên đa số các nội dung thi được các vận động viên thực hiện khá tốt. Tổ chức hội thao cho lực lượng Trung đội Dân quân cơ động thì mục đích của nó là nhằm huy động khả năng huy động lực lượng, đồng thời kiểm tra cái khả năng sẵn sàng chiến đấu cũng như là để rút kinh nghiệm về trong công tác quản lý rồi huấn luyện trong cái thời gian tới. Theo đánh giá của ban tổ chức, hội thi năm nay những phần thi về kỹ năng bắn súng, kỹ năng ném lựu đạn xa trúng mục tiêu và đặc biệt là kỹ năng xử lý tình huống được các vận động viên thực hiện tốt, đảm bảo yêu cầu đề ra. Trong đó, nhiều vận động viên thực hiện xuất sắc phần thi của mình, đặc biệt là đối với các vận động viên nữ. Tôi tâm đắc nhất đó là môn chạy vũ trang. Vì cái bộ môn này là giúp cho chúng tôi được rèn luyện thể lực, nâng cao tinh thần, chiến đấu. Qua hội thao này, tôi đã rút ra được nhiều kinh nghiệm bài học trong quá trình và nhiều kỹ năng cũng giống như là ném lựu đạn xa đúng hướng, kỹ thuật bắn súng tele AK và cách xử trí tình huống của trung đội trưởng cũng như là tiểu đội trưởng. Từ đó góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng ở địa phương. Kết thúc hội thao, ban tổ chức đã trao tổng cộng 18 giải ở 6 nội dung thi đấu và các giải nhất nhì ba toàn đoàn. Trong đó, giải nhất toàn đoàn thuộc về Trung đội Dân quân cơ động xã Hòn Nghị, nhì xã Hòa Điền và giải ba thuộc về thị trấn Kiên Lương.